Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến an toàn thực phẩm, thành phố đã triển khai dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên cơ sở số hóa bằng hệ thống điện tử, để không chỉ người dân mà du khách khi đến với thành phố cũng có thể trải nghiệm ứng dụng truy xuất nguồn gốc thực phẩm Đà Nẵng. Ở giai đoạn 1 của dự án, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã cấp mã QR code định danh cho 3.500 cơ sở là các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố. Khi đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đăng ký tham gia dự án, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, khi quét mã QR code, người dân có thể truy xuất về nguồn gốc thực phẩm, cập nhật các thông tin liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào, đến quy trình sản xuất, đi từ trang trại đến bàn ăn. Với xu hướng kinh doanh lành mạnh, nhiều chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bước đầu đánh giá cao tiện ích của ứng dụng trong việc phục vụ khách hàng. Việc mình phát triển những cái app mà như thế này thì rất là thuận tiện trong quá trình kinh doanh cũng như là quá trình đánh giá sản phẩm của khách hàng, mang đến cho khách hàng sự tin tưởng về cửa hàng cũng như là chính quyền. Với cái phần mềm truy xuất thực phẩm này á, mọi người sẽ dễ dàng biết được cái chất lượng sản phẩm, cái quá trình chế biến của bếp mang tới cho khách hàng. Thời gian qua, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và đánh giá một cách toàn diện việc sử dụng tài khoản, việc cập nhật thông tin, cấp mã truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã tham gia dự án, đồng thời cấp bổ sung bản QR code định danh cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, hướng dẫn các cơ sở duy trì và vận hành hiệu quả phần mềm. Tăng cường các đoàn kiểm tra thì vận động những người dân kinh doanh, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ này tham gia vào cái việc cài app để thứ nhất là minh bạch thực phẩm trong quá trình chế biến cũng như trong từ công đoạn chế biến đến những hộ phục vụ nhằm để cho người tiêu dùng họ tin tưởng các cái dịch vụ ăn uống tại từng cơ sở và người tiêu dùng cũng được quyền đánh giá ngược lại trong cái quá trình sử dụng truy xuất nguồn gốc. Dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm là một trong những hợp phần xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Trong thời điểm hiện nay, không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng tìm thấy được lợi ích của chính mình khi các thông tin về thực phẩm được minh bạch với khách hàng. Chính vì vậy, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm được xem là bước đi tất yếu, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, qua đó góp phần hình thành thói quen tiêu dùng thông minh cho người dân thành phố.